Kính chào quý vị và các bạn. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị để cập nhật những thông tin trong nước nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Hàng loạt vụ cướp tiệm vàng diễn ra một cách táo tợn và manh động trong thời gian gần đây đã gây ra không ít lo ngại trong dư luận. Những vụ cướp này không chỉ thể hiện sự liều lĩnh của các đối tượng phạm tội, mà còn làm dấy lên những lo ngại về an ninh và sự an toàn tại các cơ sở kinh doanh Kim Hoàng. Mới đây, vào khoảng 12 giờ ngày 3 tháng 3, một nhóm 4 người gồm 2 nam 2 nữ bất ngờ xông vào tiệm vàng BQ ở thị xã Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Dùng một vật nghi giống súng đe dọa cướp đi số lượng lớn vàng. Theo thông tin ban đầu, số lượng vàng ước tính khoảng 900 triệu đồng. Sau khi gây án, nhóm người này đã lên 2 xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Chiều 3 tháng 3, Công an huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp với Công an huyện Bầu Bàng truy bắt nhóm người nghi dùng súng cướp tiệm vàng. Công an sau đó phối hợp với các đơn vị truy bắt nhóm cướp này. Tháng 12 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lại Thế Việt, sinh năm 2002, ngụ huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Việt là thủ phạm đã cùng với Huỳnh Hải Quang, sinh năm 1986, ngụ thành phố Trà Vinh, sử dụng súng gây ra vụ cướp tiệm vàng Mỹ Trang 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Theo kết quả điều tra, tối 30 tháng 11 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Trà Vinh nhận được tin báo có hai đối tượng, sau này xác định là Quang và Việt, sử dụng súng cướp tiệm vàng tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Sau khi gây án, hai đối tượng đã lên xe máy tẩu thoát trong đêm. Tên cướp đã bắn nữ chủ tiệm vàng bị thương, cướp đi khoảng 8 lượng vàng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt nóng thủ phạm gây án. Các đơn vị nghiệp vụ đã chia nhiều mũi, công tác, lần theo dấu vết tội phạm và đón lõng hướng tẩu thoát của các đối tượng. Công an tỉnh cũng thông báo ngay cho công an các đơn vị địa bàn giáp ranh về đặc điểm nhận dạng của thủ phạm gây án. Ngay trong đêm, tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh và các đơn vị nghiệp vụ địa phương truy bắt đối tượng đang tẩu thoát về hướng Bến Tre, Tiền Giang. Tổ tuần tra Công an huyện Càng Long phát hiện đối tượng lái xe máy có đặc điểm giống thủ phạm đã gây ra vụ cướp. Phát hiện lực lượng công an truy bắt, đối tượng đang trên đường bỏ trốn đã dùng súng bắn về phía tổ tuần tra. Đối tượng lái xe máy với tốc độ nhanh do không làm chủ tay lái nên đã tự té dẫn đến tử vong tại chỗ. Qua xác minh, đối tượng tử vong là Huỳnh Hải Quang. Tính đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, từ thông tin của Công an tỉnh Bến Tre về hướng di chuyển của đối tượng, Công an tỉnh Tiền Giang đã triển khai các tổ công tác tổ chức chốt chặn, tuần tra kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến giao thông có khả năng đối tượng di chuyển qua. Khoảng 20 phút sau đó, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đang chốt chặn tại ấp Ngãi Lợi, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, đã phát hiện đối tượng di chuyển trên quốc lộ 1 nên tiến hành khống chế bắt giữ. Đối tượng khai tên Lại Thế Việt và thừa nhận đã gây ra vụ cướp tiệm vàng tại huyện Châu Thành. Sau khi gây án, Việt thuê xe ôm bỏ trốn từ tỉnh Trà Vinh lên thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường tẩu thoát thì bị bắt giữ tại tỉnh Tiền Giang. Trong đêm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Trà Vinh và di lý về Trà Vinh phục vụ công tác điều tra. Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc, có hai đối tượng đi xe máy dừng trước tiệm vàng. Sau này xác định là Việt và Quang. Việt và Quang lái xe máy đến và dừng trước cửa tiệm vàng. Quang bước vào trong tiệm vàng, còn Việt đứng ngoài quan sát rồi bước vào sau. Lúc đó, GCH, chồng của chủ tiệm vàng, bị thương, đang đi bộ bên ngoài, thì hàng xóm nhắc nhở vừa thấy hai thanh niên vào cửa hàng. Ông H bước vội về phía cửa tiệm, thì vợ cũng từ trên lầu đi xuống và chứng kiến hai tên cướp đang gom trang sức bỏ vào túi ni lông. Vợ chồng bà P bị kẻ cướp đe dọa, nếu bỏ chạy sẽ bắn. Sau khi gom vàng vào túi ni lông, Quang và Việt nhanh chóng lao ra ngoài tẩu thoát. Quang đã nổ súng bắn trúng vào người bà P gây thương tích. Ngày 5 tháng 12 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ đối tượng Nhữ Ngọc Long, 23 tuổi, quê Đắk Lắk, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Long khai gần đây có tham gia chơi cờ bạc trên mạng và phải vay mượn ngoài xã hội 15 triệu đồng để chi trả.
bị đòi tiền và mất khả năng chi trả, Long nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Tối 2 tháng 12 năm 2023, Long đi xe máy không gắn biển số, lưu thông qua nhiều tuyến đường để khảo sát. Đến đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận, Long ghé tiệm tạp hóa mua khẩu súng nhựa với giá 50.000 đồng. Sau đó, Long ghé tiệm game ở quận 10 để chơi đến sáng hôm sau. Khoảng 8 giờ ngày 3 tháng 12 năm 2023, Long chạy xe máy rảo quanh nhiều tiệm vàng trên đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình để tìm cơ hội ra tay. Đến chiều cùng ngày, Long thấy tiệm vàng KH trên đường này ít người và không có nhân viên bảo vệ nên chọn để gây án. Tại cơ quan điều tra, Long khai đã lấy khẩu súng nhựa ra dọa cô chủ tiệm và nói bỏ hết vàng lên đây. Do chủ tiệm vàng phát hiện tri hô nên Long hoảng sợ bỏ chạy ra mà chưa cướp được vàng. Sau khi tẩu thoát, Long di chuyển về tiệm game ở đường Hoàng Diệu, thành phố Thủ Đức, chơi và nghỉ ngơi. Sau đó, Long tiếp tục đi khảo sát 5 tiệm vàng khác trên đường An Bình, tỉnh Bình Dương với mục đích cướp tài sản. Tuy nhiên, các tiệm này có đông người nên Long quay về tiệm game trên chơi và ngủ lại. Lần theo dấu vết, chiều 4 tháng 12 năm 2023, các trinh sát ập vào tiệm game, bắt giữ Long cùng với tang vật là khẩu súng nhựa và ba lô. Qua xác minh lai lịch, Long chưa có tiền án tiền sự và nghiện game cá cược trực tuyến. Những vụ cướp tiệm vàng táo tợn gây hậu quả nghiêm trọng đã khiến dư luận, nhất là các chủ kinh doanh vàng bạc vô cùng lo lắng. Bởi nhóm tội phạm ngày càng manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng hung khí, vũ khí, đe dọa tấn công nhân viên bán hàng, chủ cơ sở kinh doanh để cướp tài sản. Tại Lạng Sơn, cuối năm 2022, một đối tượng đến tiệm vàng Liễu Hiền, phường Lê Lợi, Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, dùng hung khí uy hiếp chủ cơ sở và người nhà nhằm thực hiện hành vi cướp tài sản. Hậu quả khiến 3 người bị thương. Các đối tượng sau khi gây án đều bị lực lượng công an nhanh chóng bắt giữ. Phần lớn đây là những đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, có tiền án tiền sự, nghiện ma túy, hành động liều lĩnh. Chúng thường đóng giả khách mua vàng hoặc đổi ngoại tệ, bất ngờ khống chế chủ hàng, đập vỡ cửa kính quầy hàng, cướp tài sản. Thời gian gây án thường diễn ra nhanh, thường vào lúc vắng người giao dịch như buổi trưa, cuối giờ chiều hoặc sau 18 giờ. Khi gây án, các đối tượng thường dùng khẩu trang bịt mặt, đeo găng tay để che giấu tung tích, gây khó khăn cho công tác điều tra truy bắt. Thủ đoạn của bọn cướp tiệm vàng là thường lợi dụng sơ hở thiếu sót trong công tác phòng ngừa, như thiếu lực lượng bảo vệ chuyên trách hoặc lực lượng bảo vệ yếu về nghiệp vụ, không được trang bị công cụ hỗ trợ, thiết bị an ninh, hệ thống báo động. Hàng loạt vụ cướp tiệm vàng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra, nhưng vẫn còn quá nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc, tiền tệ, có nhiều thiếu sót trong công tác phòng ngừa, chủ quan, thiếu cảnh giác. Lực lượng bảo vệ chuyên trách chưa đủ về số lượng, chất lượng, kiến thức về công tác bảo vệ và xử lý các tình huống xảy ra còn hạn chế. Không được thường xuyên tập huấn nghiệp vụ. Một số cơ sở không bố trí lực lượng bảo vệ, không được trang bị công cụ hỗ trợ, nhân viên bảo vệ không đảm bảo chất lượng, dẫn đến hoạt động câu kết, móc nối với các đối tượng bên ngoài, tổ chức cướp tài sản. Để nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm cướp, trộm cắp tài sản, các cơ sở kinh doanh cần quan tâm tuyển chọn, hợp đồng đội ngũ bảo vệ, nhân viên bán hàng, có sức khỏe tốt, bản lĩnh, đủ phẩm chất, năng lực để đáp ứng nhu cầu xử lý các tình huống cấp bách xảy ra. Đồng thời, tiếp tục quan tâm trang bị hệ thống bảo vệ cửa hàng để bảo đảm an toàn phòng ngừa các hành vi đột nhập. Chủ động kết nối với cơ quan công an nơi gần nhất, bảo đảm kịp thời thông báo, phối hợp xử lý các tình huống đột xuất xảy ra. Thường xuyên kiểm tra chất lượng hệ thống camera giám sát, hệ thống báo động khẩn cấp, bảo đảm hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu giám sát, bảo vệ an ninh an toàn. Lắp đặt các thiết bị an ninh như hệ thống cảnh báo khẩn cấp, kết nối cơ quan công an, được xem là một trong những giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của chủ cơ sở, nhân viên, bảo vệ, cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý, trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm nói chung và tội phạm cướp, trộm cắp tài sản nói riêng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.